Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới xót xa, linh mục Giuse Nguyễn Duy Tân đón nhận một biến cố lớn, xin cầu nguyện. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cha Giuse Nguyễn Duy Tân thuộc giáo phận Xuân Lộc là một vị linh mục quả cảm và công chính, ngày được nhiều người trong và ngoài nước biết đến và mến mộ. Mới đây, cha chia sẻ một tin thật buồn, mất mát lớn như sau. Xin hiệp lời cầu nguyện. Cha cố Joan Kim Nguyễn Văn Thái là cha nghĩa vụ của tôi đã từ trần về với Chúa. Nghi thức tẩm liệm lúc 15 giờ thứ Bảy ngày 29 tháng 10 năm 2022. Thành lễ an táng lúc 8 giờ 30 thứ Hai ngày 31 tháng 10 năm 2022. Xin cho cha Joan Kim được yên nghỉ trong lòng Chúa thương xót muôn đời. Amen. Như chúng ta cũng biết, cha Nguyễn Duy Tân mới đây có một ước mơ thật táo bạo. Ở Việt Nam, ngoài có cha Nam thì còn có một số linh mục thường xuyên lên tiếng trước bất công, sự thật, bảo vệ người yếu thế, trong đó phải kể đến là linh mục Giuse Nguyễn Duy Tân. Ngài được nhiều người biết đến với hình ảnh vị linh mục cầm thánh giá khi đi gặp các cán bộ công an với khẩu hiệu đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Cùng chung số phận như cha An Tôn Nam, cha Giuse Nguyễn Duy Tân cũng được người ta đổi cho đủ thứ mũ và gán ghép nhiều thị phi. Như chúng ta cũng biết, ở rất nhiều nước phát triển trên thế giới, việc để cho các linh mục công giáo trao ban các bí tích an ủi, ủy não và hoán cải các tù nhân là hình ảnh rất đẹp và rất được khuyến khích. Tiếc thay, điều đó tại Việt Nam vẫn là một ước mơ xa xỉ. Mới đây, cha Giuse Nguyễn Duy Tân chia sẻ một ước mơ táo bạo, ngày hằng cầu nguyện Chúa để ước mơ đó sớm trở thành hiện thực trên quê hương Việt Nam. Ngài viết, ước mơ của tôi là được làm mục vụ cho các trại tù. Tôi sẽ thăm viếng tù nhân và ban các bí tích. Tôi sẽ tặng kinh thánh, tràng hạt, sữa và thuốc men thông dụng. Xin mọi người cầu nguyện cho tôi được quyền mơ ước. Linh mục Nguyễn Duy Tân. Ước mơ của cha tuy giản dị nhưng là rất cần thiết với các tù nhân nói chung, đặc biệt là những tù nhân lương tâm công giáo. Họ cũng là con người, cũng cần tới hoạt động tâm linh, đặc biệt là trong những năm tháng ngồi tù. Họ phải tự vấn bản thân, bị dày vò và cần ơn hoàn cải. Thành kính phần yêu, nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn cha cố Joan Kim vào nước trời. Xin Chúa ban ấn nâng đỡ tới gia quyến Ngài. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.